Có nhiều ngôi sao bóng đá không chỉ nổi tiếng về kỹ năng chơi bóng mà số lượng thẻ phạt của họ cũng nhiều chẳng kém những khoảnh khắc tỏa sáng. Cùng chúng tôi điểm lại những danh thủ hàng đầu thế giới vừa xuất sắc ở vị trí của họ, lại vừa có những vua thẻ khét tiếng nhất trong lịch sử bóng đá. Thủ môn Jens Lehmann, 7 thẻ đỏ. Đứng trong khung gỗ chính là người gác đền huyền thoại Arsenal, Jens Lehmann. Mặc dù chơi ở vị trí thủ môn, nhưng mà Lehmann đã phải nhận tới 7 chiếc thẻ đỏ trong suốt sự nghiệp. Đáng chú ý trong số ấy chính là khoảnh khắc thủ thành này đẩy ngã Drogba trên sân, hay là tình huống phạm lỗi với Samuel Eto'o ở trận chung kết Champions League với Barcelona cùng vào năm 2006. Trung vệ Sergio Ramos, 28 thẻ đỏ. Trung vệ Sergio Ramos có thêm cột mốc đáng quên trong sự nghiệp sau trận hòa của PSG trước Rams rạng sáng ngày 9 tháng 10 năm 2022. Ramos lĩnh hai thẻ vàng liên tiếp trong vòng 30 giây từ trọng tài chính Piers Galuste và buộc phải rời sân ở phút 41 trận gặp Rams tại Ligue 1. Cựu trung vệ Real Madrid không chơi xấu đối thủ nhưng mà bị trọng tài phạt thẻ vì lỗi phản ứng. Đây là tấm thẻ đỏ thứ 28 trong sự nghiệp của anh. Trung vệ Tây Ban Nha đang nắm giữ kỷ lục là cầu thủ nhận nhiều thẻ đỏ nhất trong thế kỷ 21. Trung vệ Alexis Ruan Delgado, 22 thẻ đỏ. Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, Alexis Ruano Delgado từng bị phạt đến 22 thẻ đỏ. Cựu trung vệ Tây Ban Nha kinh qua nhiều đội bóng, nhưng mà chủ yếu là đội bóng vừa và nhỏ. Ở cấp đội tuyển quốc gia, Alexis Ruano Delgado từng thi đấu cho U17, U19, U20 và U21 Tây Ban Nha, nhưng mà chưa lần nào thi đấu cho đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Trung vệ Pablo Alfaro, 27 thẻ đỏ. Alfaro từng có thời gian ngắn chơi cùng Ramos tại Sevilla, hay là thử xem nếu họ chơi cùng nhau nhiều hơn thì sẽ tạo thành cặp đôi trên 50 thẻ đỏ. Hậu vệ trái Paulo Montero, 21 thẻ đỏ. Paulo Montero từng có 5 năm khoác áo Juventus từ 2000 đến 2005. Trước khi scandal Calciopoli nổ ra, Paulo Montero có lối chơi nhiệt huyết, nhiều khi trở thành thái quá, khiến anh nhận 21 thẻ đỏ trong sự nghiệp. Tiền vệ trung tâm Gerardo Bedoya, 46 thẻ đỏ. Gerardo Bedoya là cầu thủ xấu chơi nhất thế giới, tổng cộng 46 tấm thẻ đỏ trong sự nghiệp cầu thủ. Thậm chí khi chuyển qua làm huấn luyện viên, ông cũng bị trọng tài đuổi lên khán đài ngay ngày đầu cầm quân. Cầu thủ này có 49 trận chơi cho đội tuyển Colombia và cũng dành phần lớn sự nghiệp chơi bóng tại Nam Mỹ. Gerardo Bedoya đang nắm giữ kỷ lục không ai muốn nắm. Tiền vệ trung tâm Ciro Rune, 27 thẻ đỏ. Ciro Rune là cựu cầu thủ của Lens, Marseille, AS Monaco, Bordeaux và Nice. Sự nghiệp của Rune khá mờ nhạt, tuy nhiên thành tích nhận 27 thẻ đỏ trong sự nghiệp giúp anh sẽ luôn được nhắc đến với tư cách cầu thủ chơi xấu bậc nhất lịch sử bóng đá. Tiền vệ trung tâm Edgar Davids, 25 thẻ đỏ. Một trong những dị nhân trong làng bóng đá thế giới là cựu tiền vệ Edgar Davids, người được biết tới là cầu thủ nổi tiếng đầu tiên đeo kính khi đá bóng. Chỉ cao 1m69, nhưng mà chẳng ai có thể coi thường tiền vệ này bởi lối chơi rực lửa dựa trên nền tảng thể lực sung mãn. Vị trí ưa thích của Davids là tiền vệ quét bóng và được mệnh danh là một trong những kẻ giết số 10 cổ điển. Với nền tảng thể lực sung mãn, tiền vệ người Hà Lan không ngần ngại gây áp lực mọi lúc mọi nơi và sẵn sàng tung đòn triệt hạ đối thủ bất kỳ lúc nào. Chính lối chơi này cũng khiến Edgar Davids nhận không ít đòn thù từ đối phương. Giống như một đấu sĩ, tiền vệ người Hà Lan sẵn sàng đáp trả đối thủ ngay lập tức bất chấp hậu quả. Đó là lý do Pitbull bị trút quyền thi đấu tới 25 lần trong sự nghiệp. Cánh phải Ricardo Quaresma, 14 thẻ đỏ. Sở hữu tiềm năng lớn nhưng mà Quaresma không thể trở thành ngôi sao vì thoái vô kỷ luật. Anh cũng đã lĩnh 14 thẻ đỏ trong sự nghiệp, khiêm tốn trong đội hình này nhưng vẫn là quá nhiều cho cầu thủ có lối chơi cống hiến. Cánh trái Francesco Totti, 16 thẻ đỏ. Bên cạnh những kỹ năng thượng thừa, lòng trung thủy khi mà dành cả sự nghiệp để gắn bó với AS Roma, những chiếc thẻ đỏ cũng là một phần khó quên trong suốt sự nghiệp Totti. Chiếc thẻ đỏ mà hoàng tử thành Rome phải nhận ở World Cup 2002 trong cuộc đối đầu với Hàn Quốc có lẽ là cay đắng nhất đối với anh. Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic, 15 thẻ đỏ. Ibra nổi tiếng với tính cách nóng nảy, coi trời bằng vung. Khi bị chơi xấu, anh không ngần ngại trả thù đối phương gấp đôi. Cầu thủ đối phương phải ra sân bằng cán, thậm chí là phải đi viện. Nhưng mà tiền đạo người Thụy Điển cũng phải đi tắm sớm. Anh đã nhận 15 thẻ đỏ trong sự nghiệp. Vừa rồi là đội hình 11 cầu thủ nhận thẻ đỏ nhiều nhất trong sự nghiệp. Nếu thấy video vừa rồi thú vị, nhớ nhấn like để ủng hộ cho chúng tôi nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.